Nếu mình là người sống ở hoàn cảnh đó, quý cô bác mình có thấy khổ không quý vị? Nam mô Di Đà Phật, khổ phải không? Nam mô Di Đà Phật, khổ lắm quý cô bác ơi. Nhưng mà Đức Thầy nói là cách đây 85 năm rồi, nhưng mà chuyện đó hôm nay diễn trước mắt của mình, cho mọi tất cả người dân trong nước Việt Nam của mình, là cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều cảm nhận được cái sự khổ. Bây giờ đất nước nào cũng có hết quý cô bác. Nào thiên tai nạn ách, nào là giặc giả chiến tranh, mai động đất chỗ này, mai sụp đất chỗ kia, rồi á mốt bạo lực chỗ nọ, quý cô bác mình có thấy không? Hiện giờ là cái cảnh đó không ngày nào không diễn cho mình thấy quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm kính lễ Đức Phật, con thành tâm kính lễ Đức Thầy. Kính thưa anh Sáu, cũng như tất cả anh chị em đại diện trong mái đạo tràng này, và kính thưa cùng toàn thể quý cô bác anh chị em trọng kính mến. Thưa quý vị, nhân hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Thìn, cũng là ngày định kỳ hàng tháng mà toàn thể cô bác anh chị em đồng trở về mái đạo tràng này để rồi thực thi qua lời dạy bảo của Đức Thầy, là đồng hành đồng tu tịnh độ, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, liên đài ắt lên. Thưa quý cô bác, thật là một cái duyên may hạnh ngộ mà hôm nay phái đoàn Đồng Tháp của chúng con đến đây nhân cái buổi niệm Phật này. Mấy đạo tràng ở đây cũng như ban tổ chức, cũng như huynh Sáu và tất cả các anh chị ở đây sắp xếp cho cháu lên đây để rồi gặp gỡ, nhắc lại những điều chỉ dạy của Đức Thầy. Thưa quý cô bác, xét thấy ở đây cũng là một cái dân duyên sâu đậm đối với đạo của Đức Thầy. Con đến đây cũng rất nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào cũng vậy, thấy những cái gương mặt khả ái của toàn thể quý vị đến đây rất là đông đủ, con rất vui. Nhưng mà lúc trước con có đến đây, con có nói rằng mỗi lần khi con mà lên đây trình bày rồi, con thường hay khóc đối với cô bác à. Nhưng mà con nói chừng nào quý vị mà tu hết á, con không bao giờ rơi nước mắt được. Quý cô bác có nhớ lời nói của con không? Quý vị có nhớ không ạ? À? Nam mô Di Đà Phật. Vậy trước buổi gặp gỡ hôm nay đó, cháu lên đây xin hỏi thiệt quý cô bác mình, bây giờ có ăn chay niệm Phật hết chưa? Nam mô Di Đà Phật. Vậy là hôm nay Út Đàn á, trước khi lên trình bày á, chị Tư Sửa chỉ có nhắc á, để mà lên bữa nay mà để khóc nữa xuống tu phạt để. Nam mô Di Đà Phật. Cháu nói tùy duyên thôi, nếu quý cô bác mà chưa tu hết, coi chừng bữa nay cháu còn khóc nữa. Nam mô Di Đà Phật. Vậy thì trước khi buổi gặp gỡ hôm nay đó, cháu cũng không quên chân thành cảm ơn cũng như tất cả anh chị em ở đây tổ chức cho cháu đem lên đây gặp gỡ trong buổi chia sẻ Phật pháp này. Và cũng không quên cầu chúc cho tất cả quý cô bác hết lòng ngồi đây để rồi nghe cháu chia sẻ. Cháu cũng không quên một lần nữa chân thành cảm ơn hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý cô bác, thì cháu á, từ xưa đến giờ có cái tư tưởng, tức là mỗi lần lên để rồi chia sẻ, tức là mượn hai câu giáo lý của Đức Thầy mà chấp bàn. Đức Thầy cho biết bàn với luận đẳng coi chân lý, có nghĩa là trong giáo lý của Đức Thầy rất là sâu màu, rất là huyền diệu. Cái pháp của Đức Thầy giống như biển cả mênh mông. Nên hôm nay cháu lên đây là một phần không sao á, tránh khỏi những điều còn kém khuyết ngưỡng mong. Quý cô bác anh chị em mình theo dõi
sự trình bày của cháu, còn những điều gì còn cáp viết xin quý vị đóng góp. Trước tiên cháu thành thật biết ơn trước ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì trong khi gặp gỡ buổi hôm nay đó, cháu mượn hai câu trong giáo lý của Đức Thầy mà cháu bàn. Có lẽ là khổ giới thẳng ngày nay có mấy sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Thưa quý vị, theo ở trong mấy đạo tràng này hôm nay, quý cô bác anh chị em cùng chú dự đó, con tin chắc rằng quý cô bác mình đều có cảm nhận được hai câu này. Vì hai câu này cũng dễ hiểu phải không quý vị? Nhưng mà hôm nay cháu lên đây bàn vài ý để phiến tấn cùng quý cô bác mình. Khổ giới thảm ngày nay có mấy? Có nghĩa là cái bài này là cái bài giác nơi tâm kệ. Chữ giác có nghĩa là tỉnh biết sáng suốt, để cho mình hết mê lầm. Mê có nghĩa là mình còn tối tâm mê muội không nhận rõ đường tà nẻo chánh, đâu là chân thiện mỹ. Có nghĩa là mình còn lầm đường nẻo bước dữ lắm quý cô bác à. Nhưng mà trong quyển này thì thức tỉnh cho tất cả chúng sanh trong thời đó, mà đến hôm nay cũng vậy. Tâm kệ là gì? Có nghĩa là cái quyển sách thầy dạy mình. Vì trong cái quyển này thầy dạy rất yếu tố mình để trong lòng quý cô bác, cũng như có bác chánh đạo này. Rồi việc lục căn đừng nhiễm lục trần, rồi việc tứ đổ tường. Thì trong những yếu tố này, tức là thầy dạy tất cả chúng sanh trong thời đó và tất cả tín đồ, những cái lời của Đức Thầy phải khắc cốt ghi tâm, nằm ở trong lòng hoài để chúng ta tu quý cô bác, gọi là giác mê tâm kệ. Những cái lời mà giáo dạy của Đức Thầy phiên tất cả chúng sanh, ai mà hữu duyên với Ngài thì xem qua cái quyển giác mê tâm kệ này, phải đem để vào lòng để rồi chúng ta lo chúng ta tu quý cô bác, gọi là giác mê tâm kệ. Chứ không phải mình để về ngoài hoài nha quý vị. Học thuộc rồi để ngoài tay là không được, phải đem vào lòng, tức là hàng ngày để mình soi gọi chi mình lo mình tu đó. Như vậy ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài đó, để vào lòng chỗ đó đó quý cô bác, để vô đó đặng mình nó mình sửa. Thưa quý cô bác, vậy thì con đi sâu vào trong hai câu này. Đức Thầy báo là khổ giới thảm ngày nay có mấy? Có nghĩa là từ khi Đức Thầy khai đạo 1939 vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mậu, mà Đức Thầy xuống đây hoằng pháp lợi sanh, Ngài ở trên cảnh giới cực lạc mà thương chúng sanh sắp đến hồi khổ, sắp đến hồi đại quả, mà Ngài chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể mà tấm thân lao khổ giả quê giống phiên người tỉnh ngộ giả bán buôn thức chết người đời rằng ngày nay có Phật có trời. Vậy thì trong thời gian đó nó khổ dài dài đến nó khổ không tả nổi quý cô bác à. Nhưng mà Đức Thầy tiên báo cái khổ trong thời gian đó, thực tế đó, nhưng mà không có là gì hết quý cô bác. Khổ giới thảm ngày nay Thầy khẳng định nó chưa có là gì hết. Ngày nay có mấy khổ thảm là gì? Đức Thầy cho biết là sau này, ôi khổ thảm mà bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên. Cái cảnh đó từ khi Đức Thầy khai đạo giờ đâu có phải không quý cô bác? Không có cảnh khổ đó. Nhưng mà Đức Thầy báo sau này nó sẽ có quý cô bác à. Rồi tiêu điều sản vật điền viên thần thông biến quá mà giới miền trung ương đó, sau này có quý cô bác. Bởi vì Ngài báo hiện giờ cái gì nó cũng đều có hết, mình thấy hết với cô bác. Quý cô bác hồi xưa giờ đâu có cảm nhận cái vụ nóng bức như năm nay không quý vị? Hồi xưa từ khi Đức Thầy khai đạo tới giờ đâu có nóng cái kiểu gì mà đất nước Việt Nam của mình lên 40 độ. Nóng mà không có chỗ nào mà trốn được. Đó là cái khổ. Rồi cái khổ mà hồi xưa giờ đâu có khi nào mà đất nước của mình mà thiếu nước ngọt dùng đâu quý cô bác. Nhưng mà hiện giờ ở vùng đó hen là Gò Công Đông, Gò Công Tây không có nước mà dùng quý vị. Coi như là suốt mấy tháng nay nắng hạn là kéo dài trên 6 tháng rồi quý bác. Mình thấy cái cảnh khổ, nhưng
mà Đức Thầy nói chưa, không có là gì hết quý cô bác. Nhưng mà mình thấy hiện giờ cái chỗ nào mà không có nước để dùng đó, quý cô bác mình thấy khổ lắm. Tức là cái dự sự mà thiếu nước không phải là chuyện đơn giản nghe quý vị. Nó khổ một cái là không vừa đâu. Bất cứ mỗi việc gì là sinh hoạt của mình đó đều nhờ nước hết. Nhưng mà thiếu nước gì đó. Ở Gò Công Đông, Cốc Tây đó, coi như là cây ăn trái chết hết. Sông khô cạn không có nước ngọt mà tưới. Người á, ở đó hả, phải nói là coi như là lăn lộn với sự nước không biết của bác à. Coi như là hàng ngày lo, không biết sao là mai này có nước để dùng không. Từ chỗ đó tất cả các anh em đồng đạo của mình á, ở miền Tây này mãi là cùng chung góp sức với nhau đem nước ra đó mà cho. Nếu mình là người sống ở hoàn cảnh đó, quý cô bác mình có thấy khổ không quý vị? Nam mô A Di Đà Phật, khổ phải không? Nam mô A Di Đà Phật, khổ lắm quý cô bác ơi. Nhưng mà Đức Thầy nói là cách đây 85 năm rồi, nhưng mà chuyện đó hôm nay diễn trước mắt của mình, cho mọi tất cả người dân trong nước Việt Nam của mình, là cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều cảm nhận được cái sự khổ. Bây giờ đất nước nào cũng có hết quý cô bác. Nào thiên tai nạn ách, nào là giặc giả chiến tranh, mai động đất chỗ này, mai sụp đất chỗ kia, rồi á mốt bạo lực chỗ nọ, quý cô bác mình có thấy không? Hiện giờ là cái cảnh đó không ngày nào không diễn cho mình thấy quý vị. Nhưng mà Đức Thầy có biết là khổ giới thảm ngày nay có mấy, không có gì đâu. Sau này sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện trĩ tồn, mà cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trong bốn câu này Đức Thầy nói rõ trong giáo lý hết. Nhưng mà hôm nay con mượn hai câu đầu mà con trình bày cùng quý cô bác. Trong thời gian lâu rồi con không đến đây, con đến lần này cũng là một cái nhân duyên sâu đậm ở đây. Không biết cái động lực nào mà đưa con đến. Thật sự con mới hay tin đến là chỉ vài ba ngày nay, nhưng mà lòng của con háo hức, lòng của con rạo rực, mong làm sao đến đây để rồi thăm hỏi cô bác là đủ rồi. Nhưng mà không biết làm sao á, tất cả các anh em sắp xếp cho cháu lên đây, đó là một cái nhân duyên. Chớ thật sự cháu thương mến với cái tình đồng đạo đó. Bà con mình tu ở đây cháu mừng lắm. Bây giờ tất cả các đạo tràng, nói thật mấy cô bác đó hen, nó không còn đông đủ như xưa. Trong thời gian này quý cô bác hiếm lắm. Nhưng mà đến đây còn đông được như thế này cháu rất mừng, rất vui. Và mong làm sao cái buổi chia sẻ gặp gỡ hôm nay quý cô bác về chuyến này ráng tu nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyến này ráng tu quý cô bác ơi, lên đây. Hôm nay con chỉ vậy, rủ quý cô bác mình tu thôi. Tức là nhắc lại mà Đức Thầy đã tuyên báo 85 năm nay rồi. Bây giờ cái diễn cảnh nó xảy ra trước mắt của mình, tức là chính tận mắt của mình nhìn thấy hết quý cô bác. Vậy thì thời lời của Đức Thầy tuyên báo sau này là chắc có không, lẽ là không sai đâu quý cô bác. Không sai nữa nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy cái đó đó mình để vào lòng để mình lo mình tu quý cô bác à. Con lên đây mà con nói một hồi với cô bác mình ngán liền. Nhưng mà con nói không nhiều. Tức là con chỉ dẫn những cái thực tế mình thấy thôi. Hôm qua đó ở Long An con cũng có trình bày. Cái ý nó cũng giống giống như vậy. Tức là thấy bây giờ đó, bây giờ mình bàn sâu gì nữa quý vị. Thấy trước mắt hết rồi. Bây giờ ở đây chỉ nhắc cho quý cô bác mình. Chắc có lẽ quý cô bác mình ở đây nghiên cứu nhiều hơn con nữa. Và thấy sâu xa hơn con nữa. Nhưng mà ở đây con muốn nhấn mạnh rằng thầy của chúng ta là Phật. Mình phải tin thầy 100%. Mình phải cố gắng là trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa giả thầy nó chống mấy công. Mình phải là bây giờ là trao sửa thân tâm mình, gội rửa cho mau lẹ, làm hết những cái công đức lành và cố gắng niệm Phật, để ngày sau này nó nhiều việc khổ đến với mình là có thầy tổ cứu mình, có thần thánh cứu mình. Đức Thầy cho biết là làm đường ngay thẳng có thần độ cho đó quý cô bác à. Còn nếu mình không tu, mình không sửa, mình không làm lành lánh dự, sau này
dầu có kêu ông trời, ông Phật cũng không cứu được mình nghe quý cô bác. Không cứu được mình đâu. Bởi vì trong cái thời gian này nó rốt lắm rồi. Theo như sự cảm nhận của con, quý cô bác mình không biết có thấy rốt không. Chớ ốc đàn này từ đây biến đổi vậy kỳ là nó lạ lắm quý cô bác à. Cái chuyện gì cũng đều có xảy đến hết. Nhưng mà tương lai sau này Đức Thầy cho biết là phải nói là khủng khiếp. Phải nói là chúng sanh mình khó sống lắm cô bác à. Nhưng mà cái người sống còn trong thời sau này là gì? Chỉ có tu hiền, ăn chay niệm Phật làm lành mới sống còn quý cô bác. Vì Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Quý cô bác nghe cái câu này trong giáo lý của Đức Thầy, quý cô bác nghĩ đi. Nếu mình còn gian ác rồi sau này mà Đức Thầy nói tiêu diệt mình còn không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật, con nghĩ không còn đâu. Vì lẽ đó hôm nay lên đây con ráng để nhắc vài ý để cho quý cô bác biết rằng cái cuộc đời này nó rốt rồi quý cô bác à. Đức Thầy báo cho mình là hạ hơn nay đã hết đời mà 85 năm nay mình mới thấy cô bác. Mình mới thấy trong giai đoạn này là mắt nhìn ngoại quá thảm thê rồi. Rồi nó ba cảnh khổ cũng kề bên tai kế một bên đây. Cuộc biến động nay mai nguy ngập. Thầy nói nay mai không quý vị. Một hội này ráng lập thân danh. Bây giờ mình phải lập cái thân của mình là lập thân hành đạo giác chánh tư hậu thế được quý cô bác. Là cố gắng hành những điều lành điều thiện, nghe lời chỉ dẫn của Đức Thầy đã tu. Dầu khổ cỡ dầu cho nắng lửa mưa dầu, dầu cho lục bão cỡ nào, nhưng mà Đức Thầy dám khẳng định là ngày nay chưa là gì hết quý cô bác. Khổ giới thảm ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Đến mà mình chứng kiến được cái hoàn cảnh khổ tội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nữa nữa mới từng quần, mái tạo cũng lần xây. Sau này nó khổ một cái là không thể con người mình chịu đựng nổi với cô bác. Dòm cái hoàn cảnh khổ đến mà mình phải bay hồn khiếp vía, giác đó mình đơ người luôn quý cô bác. Bây giờ con điển hình cái lời Đức Thầy nói sau này nè. Cùng xóm làng thưa thớ quảnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Bây giờ đang sống ở trong cái làng mình, trong cái xóm mình, quý cô bác biết nhiều người điểm được không? Không đâu. Nhưng mà Đức Thầy cho biết là cùng xóm làng đến chừng đó thưa thớ quảnh hiu, không còn người ở. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước mà nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, sau này là nhà không còn người ở. Quý cô bác nghĩ cái hoàn cảnh đến như vậy bay hồn không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Theo đàn này nghĩ bay hồn quý cô bác à. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghĩ là đến đó là bay hồn luôn, chứ không còn hồn ở trong thân thể của mình nữa quý cô bác. Thầy nói là cùng xóm làng thưa thớt quảnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt là diệt hết rồi đó. Rồi quý cô bác mình có thấy bay hồn không? Đây con muốn nhắc rằng ở thế giới bao giờ có nguyên một cái làng, nguyên một cái xóm chết không còn người. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cô bác biết hết, con không nói nhiều. Con không nói nhiều. Vậy thì khổ giới thảm ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Thôi bây giờ mình hữu duyên nghe được lời chỉ của Đức Thầy, mình hữu duyên mà hôm nay biết được đạo và đồng thời biết tu những điều phước thiện, biết làm lành, biết lánh dữ. Con mong rằng cái buổi trao đổi hôm nay, mong quý cô bác anh chị em mình ráng tinh tấn thêm. Nếu quý vị nào chưa có trường trai được đó, Nam Mô A Di Đà Phật, con mong làm sao quý cô bác mình trước giờ ăn 4 ngày, dìa tập ăn 8 ngày, 10 ngày dùm cho con đi. Đường đạo đức bước đi từ nát mà hồi xưa giờ mình có ăn nát một, mình đứng chỗ hoài khổ lắm quý cô bác à. Quý cô bác mình có đồng ý là chuyến này bước thêm vài bước nữa không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyến này á, thầy nói là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, dõi gót mới kịp nha. Dõi gót theo thầy nương Phật cảnh vui vầy mới xem hội hội lâm qua. Hoặc giả là một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỡi đâu là.
Nếu chiến này đó mà không chịu bước rồi làm, nếu chần chờ sao? Thầy nói sao quý cô bác? Nếu chần chờ thì lục thục trễ chân quý vị à. Nam mô Di Đà Phật. Hay là nếu chần chờ e trễ kỳ thi phải không đệ? Chiến này mà không tu rồi là trễ đó. Nếu mà chống mà thùng thùng đó là giác đó là nộp bài, mình không có làm bài, bài đâu nộp quý cô bác? Nam mô Di Đà Phật. Không có bài rồi ai chấm điểm cho mình, phải không quý vị? Tức là mình muốn có nộp bài thì bây giờ là bài mình ráng làm đi. Ráng làm bài đó là gì? Có nghĩa là cố gắng ăn chay, rồi đồng thời cố gắng là cúng lại, cố gắng làm thiện, và đồng thời cố gắng niệm Phật. Đó là làm bài đó. Bởi vì cái thời kỳ sau này là Long Hoa vốn kỳ thi công đức hạ ngôn là chính phúc lọc lừa. Lành thì làm giữ nên trường. Nam mô Di Đà Phật. Thiện tổn ác thoát thiên cơ định trôi. Cái bài tu hôm nay, cái bài toán hôm nay đó em, không phải là khó đáp, biết rằng là cái bài toán đố đó. Nhưng mà cái đáp số của thầy dạy mình đó, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác quyết rửa đó, tấm lòng cho trong sạch. Đó là cái bài đáp số của tất cả tín đồ của thầy, và đồng thời tất cả cho tất cả chúng sanh luôn quý cô bác ạ. Đâu phải là khó đâu, phải không? Muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc rồi. Cái cơ may hiếm có, cái nghiệp duyên mình gieo nhiều đời kiếp nó đã lâu rồi, với thầy rồi duyên lành, rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Hôm nay tất cả quý cô bác đến máy đạo tràng này, nghe lại lời là chỉ dạ giáo của đức thầy, đó là cái tiền duyên mình đã gieo rất sâu rồi đó quý cô bác. Chứ không thôi giác này không có duyên rồi, không có đến đây ngồi nghe các anh em cháu tâm sự đâu. Nam mô Di Đà Phật, theo cháu cảm nhận gì? Dạ. Vì đã đó hôm nay cháu lên đây nung đức tinh thần cho quý cô bác mình. Nếu vị nào chưa ăn chay, cố gắng ăn chay, không thôi là nếu chần chờ e trễ kỳ thi đó quý cô bác. Nếu chần chờ là e trễ kỳ thi, tức là nếu chần chờ thì lục đục giải chơi nghe là không được, để nước đến chơi thì không có được quý cô bác à. Hôm nay đức thầy nói theo lòng cảm nhận của con, cái sự diễn tiến nó đã xảy ra trước mắt hết rồi. Quý cô bác mình chần chờ, mà nếu đến việc rồi thì gian lưng mà chịu quý cô bác. Chớ Phật đâu cứu kịp cho người, phiền chúng sanh nó bỏ tánh biến lười, hãy sốt sắng làm ăn cần thiết. Bây giờ vừa làm vừa tu, đó là tín đồ của thầy chỉ dạy đó quý cô bác. Chớ không phải là bây giờ lo tu không mà không làm nghe quý vị. Vừa làm vừa tu mà có dư ra để mình giúp đời thêm nữa quý cô bác à. Nhưng mà làm không không tu là không được quý cô bác. Bởi vì cái tu sau này mới còn, mà không tu là tiêu hết quý cô bác à. Vì lẽ đó hôm nay cháu lên đây mượn hai câu giảng này: khổ giới thẳm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Vậy thì lời coi như là tiên báo của đức thầy, sau này tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này coi như là những cái cảnh thảm khổ đó mà bay hồn khiếp vía. Vậy thì bây giờ mình có những phương pháp gì mà tránh khỏi sự khổ quả đó hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Có quý cô bác à? Có. Đức thầy dạy hết trong giáo lý đó quý cô bác. Chứ không phải thầy giới thiệu đó rồi sau này là coi như là mình chết hết quý vị, không có đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Có. Coi như giàu cho hoàn cảnh khổ lao, dầu cho kinh thiên động địa, dầu cho trời lâm đất lở, dầu cho chiến tranh giặc giả, dầu cho bệnh dịch thiên tai, nhưng mà đều có những cái tránh những tai họa. Là gì? Mình ráng chay, mình ráng niệm, mình làm lành, mình cúng lại, mình niệm Phật là đủ rồi đối với cô bác. Theo con nói thì con nghĩ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nên đâu có khó gì đâu quý vị. Chỉ có ăn chay, chỉ có cúng lại, rồi chỉ có làm lành và niệm Phật là đầy đủ những yếu tố sau này mình sống còn. Nam mô A Di Đà Phật, có nhiều đó đó. Rất đơn giản thôi mấy chị. Rất đơn giản hà, ăn chay cũng lại rồi làm lành niệm Phật. Nhưng mà sau này dầu hoàn cảnh cỡ nào, dầu cho nước dân lửa cháy, dầu cho khổ đau tới đâu, vẫn sống còn được, Phật cứu mình.
Nam Mô Di Đà Phật. Điều này Đức Thầy khẳng định luôn quý cô bác. Điều này Đức Thầy khẳng định với mình trong giáo lý quý vị. Thương trần ta cũng ráng thề. Cái câu này quý vị là không ai không tin đâu. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải sát thân người đời. Nam Mô Di Đà Phật. Mình không mấy chị, phải không? Mình rất vui. Thầy nói khổ lao cỡ nào, nhưng mà có phương pháp để sống còn, mình rất là diễm phúc với cô bác. Hôm nay con nói thiệt quý vị nghe, con suy nghĩ mà con ớn cho cái kiếp của con người mình ở trong thời này. Là tại sao? Vì cách đây 2500 năm rồi mà chỉ có hai vị Phật ra đời thôi quý cô bác ạ. Một là Đức Phật Thích Ca, hai là thầy của mình. Chàng ơi, mấy anh nghe mấy anh ớn liền. 2500 năm mà có hai vị Phật ra đời, mà hôm nay là vị Phật thứ hai mà mình đầu sanh trong cái thời kỳ có Phật ra đời. Mấy anh thấy quý biết là bao không? Hơn con rùa mù ở dưới biển đại dương mấy anh. Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình có cái diễm phúc là có duyên với Đức Thầy. Rồi hôm nay Thầy dạy mình đó, mình không làm rồi hỏi sau này ai cứu mình mấy anh mấy chị. Nam Mô Di Đà Phật. Trận này là không có ông Phật, ông trời nào cứu được mình nếu mình không tu. Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mình không tu không có ông nào cứu được mình hết cô bác à. Vậy thì hôm nay trong buổi sáng này con lên đây chia sẻ gặp gỡ, mong rằng những lời con chia sẻ với cô bác mình khắc cốt ghi tâm để trong lòng. Mình có duyên với thầy sâu lắm rồi với cô bác. 2500 năm mà hôm nay mình đầu sanh trong cái thời kỳ có Phật. Phật còn mình dạy mình nó rạng rạng đây đâu có lâu đâu quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Rạng rạng đây đâu có lâu đâu, phải không quý cô bác? Vậy thì bây giờ mình ráng ăn chay nha. Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao mà ăn chay sau này còn sống còn quý cô bác? Ăn chay là tránh sát sanh, ăn chay là không gieo cái nhân ác nữa. Thưa quý vị, bởi vì Đức Thầy cho biết luật nhân quả thật là câu diễn suốt cổ kim mới chẳng lọt một ai. Nếu là cái luật nhân quả rồi mình không ăn chay rồi sau này đến kỳ trả quả mì xích bao mình trả không nổi với cô bác à, Phật cứu mình không được. Vì đã đó mình gán ăn chay với cô bác, gán ăn chay. Rồi cái thứ hai mình ráng cúng lại quý vị, ráng cúng lại tức là hàng ngày sớm chiều bình đẳng chế lơi đó, từng hành như vậy nhớ lời đừng sai. Hoặc giả là sớm với chiều gán chí nguyện cầu. Vì cái cúng lại nó là công đức vô lượng vô biên quý cô bác à. Cái người tu tại gia cư sĩ của Đức Thầy dạy rất đơn giản, ăn chay là đầu tiên rồi đến cúng lại. Vì cái cúng lại chỉ có hai thời thôi mà mình đáp đền được tứ đại trọng ân quý cô bác. Ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, tam bảo, đồng bào nhân loại. Trong bốn đại trọng ân này mà mình á, nếu không cúng lại không thể đáp đền được quý cô bác. Bây giờ con điển hình như cha mẹ mình trong cái ăn tổ tiên cha mẹ. Cha mẹ mình còn sống á, thì mình lo cung phụng, lo dưỡng nuôi, lo báo đền được. Mà nếu khi cha mẹ mình chết rồi mình không cúng lại, lấy cái gì mà đền mà đáp mà trả đây quý cô bác? Không có đáp đền trả được đâu. Vì đã đó ăn chay rồi phải cúng lại. Cúng lại hàng ngày là mình cầu cho thường nguyện cầu siêu độ tổ tông quý cô bác, với ba tánh dạng dân vô sự. Có nghĩa là mình đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên mình. Cái công ơn cha mẹ giống như cao như núi mà rộng như biển vậy quý cô bác, không vừa đâu. Hôm nay mình tráng cúng lại, ăn chay rồi phải tráng cúng lại. Cái cúng lại nó quan trọng trong cái đời tu của mình lắm quý cô bác à. Nó giống như hàng ngày mình sống á, nuôi thân xác là ăn hai bữa cơm để sống. Mà còn hôm nay cái người tu của mình nó quan trọng cái sự cúng lại là gì? Nó nuôi về tinh thần. Tức là mình thiếu một cái thời cúng đó, nó khổ lắm quý cô bác. Coi chừng ngày mai đó, nó dẫn mình á, là bỏ cúng nữa nghe quý vị.
Mà hôm nay thầy dạy đã tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa giọng cụ Huyền sớm tối với màu. Có nghĩa là thầy so sánh cái cúng lại giống như mình ăn hai bữa cơm vậy quý cô bác. Nếu mình mà thiếu một bữa cơm không thể nào chịu nổi, vậy là cái người tốt cũng vậy, phải nhớ cúng lại. Vậy thì cái ăn chay và cái cúng lại này sau này dầu cho cái hoàn cảnh khổ đau đến đâu cũng vượt qua được hết rồi quý cô bác à. Ăn chay cúng lại và làm lành niệm Phật, rồi đến cái làm lành đó, sau này dầu cho cái hoàn cảnh thầy nói cỡ nào, nhưng mà đến đây đó quý cô bác mình á, có tiền của, có dư ra, mình cố gắng lo cho đời, mình giúp cho đời, mình nhường cơm xẻ áo, mình thương tất cả mọi người, cùng một nòi da, cùng một chủng tộc. Đó là thầy dạy mình phải có lòng tương trợ lẫn nhau. Có nghĩa là cái lòng từ bi ban rải cho tất cả mọi người. Thưa quý cô bác, vậy thì cái làm lành ở đây nó rất nhiều việc để làm. Tức là làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác. Có nghĩa là những việc gì mình thấy có lợi ích cho nhân sanh mình ráng làm quý cô bác à. Mình ráng làm để sao? Để sau này mới sống còn được cái hoàn cảnh tới đây. Chứ nếu mình không làm rồi, bị gì á, tới cái thời gian tới đây là gì? Có nghĩa là long qua vốn kỳ thi công đức á, hạ nguyên á, là chính phúc lập lừa, lành á, thì làm giữ nên chùa, thiện tồn, ác thất, thiên cơ định trồi. Có nghĩa là hoàn cảnh tới đây chỉ có người thiện mới tồn còn được quý cô bác à. Còn nếu mà gian ác rồi đó, kẻ ác đức bị gươm ba thước nơi pháp trường, chỉ kẻ hung đồ được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô phiên bổn đạo tráng mà trì chí. Vậy thì trong bốn cái mục mà con á, trình bày để hỗ trợ sau này mới vượt qua được cái hoàn cảnh là khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bãi hồn, quý cô bác mình tráng thực thi. Và đồng thời cái mái đạo tràng này trong hàng tháng, có nghĩa là ở đây tổ chức niệm Phật, quý cô bác mình phải nhín thời gian nha, nhín thời gian để đến đây cộng sự cùng tất cả các anh em tổ chức trong đây, để rồi chúng ta niệm Phật quý cô bác à. Mà chẳng những niệm Phật thời khóa, có nghĩa là định kỳ, mà còn ở chỗ cái pháp môn tịnh niệm này, niệm Phật này đó. Đức thầy dạy mình đó, trong tứ quay nghi đó quý cô bác, có nghĩa là nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, có nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết quý vị. Lòng sáu chữ nhớ không con hết thì nạn tai cũng thoát như không. Đây là lời khẳng định của Đức Thầy. Nếu mà mình tập mà cái pháp môn tịnh độ mình thường xuyên niệm Phật rồi đó, sau này dầu cho cái hoàn cảnh khổ đau cỡ nào, các ngài cũng che chở cho mình quý cô bác. Nạn tai cỡ nào cũng đều vượt qua hết quý vị. Vậy thì con mong làm sao buổi chia sẻ hôm nay, mong quý cô bác mình, không biết là mấy cháu hữu duyên còn đến đây nữa hay không, thưa quý vị, con mong làm sao quý cô bác mình ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành là trong lòng con rất vui quý cô bác. Bây giờ con thương quý vị, con không biết nói làm sao nghe thật sự, nhưng mà con lên đây chỉ đem cái giáo lý của Đức Thầy học biết để rồi chia sẻ cùng quý cô bác. Mong làm sao cho quý cô bác mình ráng tinh tấn, ráng mà hành đạo, ráng mà làm những cái điều công đức lành để sau này mình sống còn được quý vị à. Chớ cái cuộc đời này Đức Thầy cho biết là đời này mỏng tợ màng thưa rồi, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Tức là mình thấy hết trước mắt rồi quý cô bác à. Coi như ở đây ai cũng đều thấy hết, con không nói nhiều, con không nói nhiều, con chỉ nhắc như vậy cho quý cô bác mình thấy. Con chỉ mong làm sao cái buổi chia sẻ lợi lạc chung, mong làm sao quý cô bác mình gắng tĩnh tâm để rồi tu hành ăn chay niệm Phật. Đó là cái sự mong mỏi nhất trong đời con. Và con cũng rất vui trong cái buổi gặp gỡ hôm nay là như vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong làm sao.
thưa quý cô bác, con thì nói chuyện không có sâu, không có ẩn ý nhiều, những cái đôi lời trình bày rất là mộc mạc, nhưng mà con có chỉ có cái lòng thương của con đối với toàn thể cô bác, đây là thật lòng. Con nói có thầy chứng minh, con miễn sao mà quý vị ở đây nó chàng ơi, cái đạo tràng này hôm nay ăn chay hết rồi đệ ơi. Nói thiệt, cháu mừng dữ lắm luôn. Thật lòng mà nói quý vị. Vì cái hoàn cảnh tới đây nó khổ một cái là không tả nổi với cô bác à. Con lên đây không có dùng lời lẽ hết được đâu. Không có chứng minh đó là không thể hết trong giáo lý của Đức Thầy được đâu. Nhưng mà con biết một ngày gần đây thôi quý cô bác. Bởi vì cuộc đời này đó, Đức Thầy cho biết cuộc đời này như ngựa buông cương rồi, khó dừng lại gió cu lập bụt rồi. Tức là cái cuộc đời này nó không thể dừng được rồi. Cái nạn tai nó dồn dập hoài hoài đến rồi, không thể dừng. Ngày này chuyện này mà ngày sau chưa hẳn có chuyện này nó quý quá, có nhiều cái chuyện khác xảy đến. Mà Đức Thầy dạy mình ráng tu tâm mới dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Mình không tu tâm, mình không dưỡng tánh thì sau này không thể coi đời được quý cô bác à. Nam mô Di Đà Phật, chết lần lần hết rồi còn đâu nữa mà coi. Phải không quý vị? Thầy kêu mình ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Trong thời gian này quý cô bác biết, cái chết đến rất là lạ kỳ. Nó rất là coi như là không thể bàn được. Ở xóm cháu chết toàn là tuổi sanh không quý vị. Cách đây vài tháng nay thôi chết có thể là trên dưới mấy mươi người. Mà tuổi trẻ không. Lớp bị xe đụng nè. Lớp là lũi đầu xuống sông mà chết. Chết một cái là mình thấy là nó ngơ ngác luôn. Rồi vừa qua đó quý cô bác biết đó hen, là vừa rồi ba chị đi dặm lúa đó, coi như là nắng quá đi, có một chị ngã ngang xỉu ở dưới ruộng. Thì bắt đầu chị này đứng kế bên, cách cũng dài thước là chứ không sao quý vị, chạy lại. Mà chị này chỉ khổ nổi là bệnh tim thôi quý cô bác. Thì coi như là bỡ chị này lên, bỡ cái chị này lên để cho mà thở. Nhưng mà bỡ lên rồi thấy chị này chết rồi quý vị. Tức là đang dặm lúa ngoài đồng đó, ngã ngang xỉu đó. Rồi bắt đầu bỡ lên chết rồi. Thì cái chị này bệnh tim á, bắt đầu chị thấy chị hốt hoảng lên, chị mệt quá, mệt quá, ngã ngang ra chết luôn. Thì trong thời gian đó là hai người chết như vậy đó quý cô bác. Là một cái chị ở thứ ba cách hơi xa xa, chị thấy vậy chị hốt hoảng không dám lại. Chị tóc chỉ la làng lên mà vừa chạy vừa la. Thì chạy vô trong tới giường rồi đó quý cô bác biết đó hen, là chị ngã ngang chỉ xỉu rồi chở nhà thương luôn. Nhưng mà mấy ngày sau chết luôn quý cô bác. Thì vừa rồi trên cháu là xảy ra một cái chuyện là rất là lý kỳ. Là vì cái sự oi bức nóng bức gì đây mà chết luôn đó ở ngoài ruộng luôn quý cô bác. Nó chết vậy đó. Là bao giờ chết mà mình bàn không nổi quý vị. Mới thấy đó rồi chết đó. Vậy thì cái cảnh khổ thảm đó đó hen, mình thấy rằng bữa nay thấy người ta chết, rồi ngày mai không biết mình ra sao mấy anh mấy chị. Mình có biết rằng ngày mai mình sống còn không cô bác? Vậy thì hôm nay mình hữu duyên, có nghĩa là trong thời này mà nghe được giáo pháp của Đức Thầy thì mình ráng tu đi quý vị à. Để ma bệnh nó theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình, coi như là lúc nào nó cũng gần bên mình hết quý cô bác à. Nhưng mà con nói cho quý cô bác á, sống ở thế gian này, cái cõi này Đức Thầy cho là cái cõi giả tạm rồi, bởi giả tạm của đời mới hạ rồi, phải không? Hay là trên dương thế hữu hình tác quại rồi, hay là tạo duyên giả thàm phàm gián thân giả, tất cả cái mọi vật trên thế gian này đều là giả hết quý cô bác. Nhưng mà mình đam mê nó để làm gì, tạo nghiệp quý vị? Nam mô Di Đà Phật. Nếu mà làm những tạo tác những nghiệp ác rồi mình phải trả, phải không? Rồi mình đam mê mình gây tội chi quý cô bác. Nhân cái cơ hội này hữu duyên đó, mình ráng tu đi quý vị. Ở trên dương thế này không có gì tồn tại đối với mình đâu quý cô bác à. Thầy cho biết là tạo duyên giả mà phàm gian thân giả đấy. Cái duyên chồng vợ cha con anh em ở đây chằng chịt với nhau thôi, nợ hồng trần túc trái tiền thiên thôi, chứ không có thật đối với mình đâu quý cô bác.
và tiền tài vật chất danh lợi cảm tình quý quyền phú quý ở đây trên đời mà Đức Thầy gom gọn lại giống như bọt nước làng mây thôi quý cô bác, phải không? Giống như bọt nước làng mây, hay là giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, của thế trần như bọt nước làng mây, thân ta còn trài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp. Vậy thì mình luyến cái cõi này tri quý cô bác, bây giờ có cái cơ may thức tỉnh, có cái duyên ma hạnh ngộ tráng, làm lành niệm Phật ăn chay với cô bác à, chứ con thấy không có cái gì mà thiệt đối với mình hết. Bây giờ con hỏi thật, ở trong mấy đạo tràng này tất cả trên dưới 100 người, con người mình sống lên đây mà chết đem theo những gì quý cô bác? Chết có đem theo được cái gì không quý vị? Nam mô Di Đà Phật. Có không? Có không mấy chị? Có không mấy anh? Chết đem theo được những gì? Mấy chị nó không có là không được nghe. Có chỉ có cái tội và cái phước thôi. Nam mô Di Đà Phật. Chứ nó không có để không chịu đó mọi người ơi, phải không? Có, nhưng mà có tội và phước thôi. Chứ còn cái vật trên thế gian này, bất cứ cái vật gì, tiền và tài danh vọng rồi đó, cao sang cỡ nào cũng đều trôi theo mây khói hết với cô bác à. Chỉ có tội phước hỏi còn. Đến nơi thẩm khoáng với cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên trời, tội nhiều xa đọa mới nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó mà tính to. Giác đó không còn tính được nghe quý cô bác. Giác đó là cải số là không được quý vị à. Nói chàng ơi tôi còn yêu đời lắm à, tôi tiền tài vật chất lắm à, tôi là cái gì tôi cũng có hết, mà sao ông vội bắt tôi sớm như vậy? Không được quý cô bác. Nam mô Di Đà Phật. Cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước, coi như là lặt một cái cục liền quý cô bác, tra ta bẻ hồng. Đức Thầy khẳng định như vậy đó. Vậy thì hôm nay mình biết được cảnh này có gì đâu là luyến nữa quý cô bác, phải không? Cái cảnh này sắp hoại, cái cảnh này sắp tiêu rồi. Sông giới núi á, trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đặng nào, trên dương thế hữu hình tạc hoại. Mình khẳng định như vậy là Đức Thầy nói không sai. Vậy thì thôi, mình bây giờ làm gì nữa quý cô bác, phải không? Lo tu chứ làm gì nữa vậy? Nam mô Di Đà Phật. Theo như con nghĩ vậy đó, lo tu, tu cho mà chết luôn. Chàng ơi được kiếp người đâu phải là dễ, nhưng mà kiếp này gặp được đạo rồi tu cho mà chết luôn, tu mà bỏ xác luôn anh Sáu à. Nam mô Di Đà Phật. Tu cho chết luôn, trận này là phải tu cho chết mới được à. Đức Thầy cho biết là sống sanh ra phần trong mài một đời một đạo, đến ngày chung thân là đến ngày bỏ xác à, chứ không phải tu một ngày một bữa. Bữa nay nghe đồng đạo đó phát tâm ăn chay niệm Phật, ngày mai nói thì chàng ơi đồng đạo đó nghỉ tu rồi chết à, phải không mấy anh mấy chị? Tu là phải tu đến là bỏ xác, nhưng mà bỏ xác nguyện theo Thầy tu mãi vô lượng kiếp sau, chừng nào chứng đạo mới thôi, chứ không phải tu con kiếp nghe quý cô bác. Nam mô Di Đà Phật. Nhưng mà kiếp này là kiếp chót rồi à, nếu không tu không còn cơ hội có kiếp sau nữa nghe quý vị. Nam mô Di Đà Phật. À, chỉ có kiếp chót này đây, Đức Thầy cho biết khẳng định như vậy đó. Mình ráng tu quý vị ơi, hôm nay con lên đây con chỉ chủ quý cô bác mình ráng tu và ráng ăn chay, ráng cúng lại, ráng làm lành, ráng niệm Phật thôi. Chỉ có bao nhiêu trong buổi sáng này? Thưa quý cô bác, trong giáo lý của Đức Thầy rất là thâm sâu, rất là huyền diệu, coi như là không thấy nào mà cháu lên đây trong thời gian vài phút, Nam mô A Di Đà Phật, trong vài phút mà chia sẻ hết cùng toàn thể quý cô bác được. Vậy thì hôm nay ban tổ chức sắp xếp cho cháu hết giờ, cháu cũng tóm gọn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên là cảm ơn ban tổ chức dành riêng cho cháu vài mỗi phút lên đây chia sẻ gặp gỡ cùng quý vị, và cũng không quên chân thành cảm ơn cùng toàn thể cô bác lắng lòng nghe sự trình bày và theo dõi những cái lời chia sẻ của cháu. Đó là niềm khích lệ lớn lao trong đời tu của cháu, và cũng là cái niềm vui nhất trong đời của cháu. Hôm nay quý cô bác hết lòng ủng hộ để theo dõi sự trình bày của cháu. Một lần nữa cháu không quên chân thành cảm ơn ba tổ chức, và một lần nữa không quên cảm ơn
chân thành đến toàn thể quý cô bác anh chị em ủng hộ cho cháu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Và lời nói cuối cùng cũng không quên cầu lên ơn trên mười phương chư Phật đồng hộ lực cho toàn thể quý cô bác anh chị em mình lúc nào cũng thân tâm thường lạc và tinh tấn tu hành cho đến khi đắc thành đạo quả, cháu mới vui ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây cháu xin dứt lời. Xin chào toàn thể cô bác anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật.